Thủ Đức ha, đây Thủ Đức đây, nụ rất là to nè, này, nụ chùm chùm luôn ha, ở dưới đây là một chùm luôn nè, 2, 4, 6 à, 6 cái bông nhỏ rất là nhiều á, chùm chùm luôn, màu rất là tươi nha, Thủ Đức này, Đức màu rất là tươi nha, nở thì sáng nè, này nở thì sáng Thủ Đức, cánh dũm rất là đẹp ha. Mai cúc này hay màu hai này thì xem xém nha ha, màu tươi à, chùm chùm rất là đẹp đây, chùm chùm luôn rất đẹp đó. Mới nhìn thấy được cả chục cái bông rồi, Thủ Đức gần hai cái nụ ra cả chục cái bông rồi ha. Đức ha, Thủ Đức mà mình có 100 cây á, mình lựa ra 100 cây Thủ Đức, nó cũng xém xé nhau hết à. Đây, thì chiều cao có tính từ mặt chậu của những cây này á, thì nó khoảng tính từ mặt chậu đây là chậu lục giác 3 tấc ha, đây là chậu lục giác 3 tấc rưỡi, ở chậu trái bần 3 tấc rưỡi, đây mà chính nó lọt lòng là chậu trái bần 3 tấc thôi, 3 tấc thôi, 3 tấc rưỡi đâu. Nụ sẽ đơm đặt, hôm nay mình có lặt thử một cây à, lặt thử một cây coi nó nụ như thế nào, năm nay lặt lá sớm hay là lá trễ nè. Giám Thủ Đức nè, đây, chiều cao tính từ mặt chậu là 2, 4, 6, khoảng 6 tấc, từ 6 tới 7 tấc ha, tính luôn chậu là cây này nó cao khoảng 8 tấc ha, cái này thì gửi xe được ha, đây, những cái này thì gửi xe được, đây, nó cũng xem xé giống như nhà hoa ha, Thủ Đức nè, Thủ Đức nè ha, đây. Thủ Đức này giá bán lẻ ra tại vườn thì một cây là khoảng từ 700.000, 700.000, 800.000 nha, tùy theo những cây gốc đẹp á thì mình chừa lại. Cây gốc bình thường là khoảng 600 mấy 700.000 nha. Đây. Thì Thủ Đức ha. Đây. Nụ cũng chi chít hết nè. À. Dòng giáo Thủ Đức là hình truyền thống hồi nào giờ rồi ha, truyền thống hồi nào giờ, bông á là không thể chê được. Bông không chê được. Nhưng mà chăm nó thì hay cực một tí, hay cực hơn những cái giống khác, nhưng mà được cái chịu cực thì Tết người ta mà có bông đẹp người ta chơi, chịu cực tí xíu mà có được thành quả nó tuyệt vời thì cũng đáng á, cũng đáng với cái cực người ta bỏ ra. Cái này thì mình không có nêu giá từng cây tại vì nó bằng giá với nhau hết, mà mình nêu ra từng cây để làm gì ha. Những cái này thì bán giá là 800.000, 800.000. Còn những cây 800.000, những cây đẹp hơn nữa thì cái giá đẹp hơn thì lựa bên kia rồi, đẹp phải là 900, 1 triệu. Còn những cây bình thường là 600, 700 á, đây nó đồng giá nhau hết rồi. Có 1-200.000 mà nói qua nói lại mà anh em nghe hoài cũng nhàm chán lắm. Đây, chúng ta thích thì chúng ta cứ việc thích thì chúng ta cứ việc mua thôi. Đấy, thích thì người có 1-200.000, nhiều khi người ta thích mà người ta mê quá mà người ta không có mua đây nữa thì người ta làm mất, người ta mất thời gian mà ta mất đi cái niềm vui đó ha, mà mất đi niềm vui thì nó mất được nhiều thứ lắm, người ta chỉ cần yêu thích là người ta mua. Nó như kiểu có mấy người cũng nông dân bình thường thôi, đi mua xe, đi mua điện thoại á, thấy thích là mua, cũng không phải là xa xỉ đâu, tại vì lúc này chúng ta còn chưa có nhiều tiền mà chúng ta thích. Đấy, thích nhưng mà nó nằm trong khuôn khổ quá. Đấy, còn khuôn khổ mà thích mà nó không có khuôn khổ, khích mà ví dụ như làm lương tháng có 10 triệu. Làm lương tháng 10 triệu. Đúng cái câu chuyện đó, làm lương một tháng 10 triệu mà bỏ giá mua laptop 20 triệu. Sau đó là đi làm cố gắng hơn để trả cái phần đó. Xong rồi cái làm lương tháng 10 triệu mà giá mua chiếc xe 200 triệu. Mua chiếc xe 300 triệu. Sau đó để cố gắng làm trả nợ ha. Đấy, người ta thích thì người ta sẽ có những cái quyết tâm hơn ha, có những cái hành động quyết tâm hơn để mà thực hiện ước mơ chúng ta. Nói ước mơ thì nó xa vời quá, nhưng đó cũng là cái yêu thích của chúng ta mà. Nó là cái ước mơ, mà ước mơ nho nhỏ thôi ha. Ước mơ nho nhỏ thôi. Đây. Hai cái cây này lần trước mình về mình vô chậu rồi nè, Cú Tân nè ha. Nên nó im lại rồi nè, 3-4 ngày rồi. Im nè ha. Đấy, cái này thay kiểu như con rồng, cái đầu như đầu rồng vậy ha.
lồng dán nè, rồng nó dán xuống ha. Đầu rồng ban đêm tao thui tao hủi ra rồi, nay mới đi chở cây về. Chở cây về mà tới 5 giờ mấy 6 giờ mới quay được cho nên sang tao thui tao hủi rồi ha. Nhưng mà cái yêu thích cũng là một cái ước mơ, mà ước mơ nho nhỏ thôi ha. Chúng ta thì ước mơ chúng ta làm được cái gì mà chúng ta yêu thích thì nó vui lắm, nó vui lắm. Vui không nhiều thì cũng vui ít ít, mà niềm vui trong cuộc sống này thì có niềm vui thì nó tuyệt vời lắm ha. Thầy mới nói chuyện đây, nhiệt độ nó xuống còn 24 độ ha. 24 độ, hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ tối nè, 24 độ. Góc này băng rim nè, như con ếch vậy ha. Đây, lâu lắm mới quay bây giờ băng đêm nè ha. Băng đêm này. Những cây thủ đức này giống như cây hồi nãy nè, chậu trái bằng 3 tấc nè. Nhà này cũng gốc đẹp đẹp nè. Lần trước mình đem về mình bỏ khô nó, bị khô hết một bữa nên lá nó rụng bớt bớt, không mình đỡ sáng nay mình lặt luôn á, lặt luôn á, nó ra bông như thế nào. Đây anh em thằng điều lưu ý đó với anh em à, sau khi lặt lá xong á, lá chúng ta hạn chế tưới vào cái phần chậu á, chúng ta chỉ tưới lên cái phần thân này thôi. Đây những cây này thì giống như cây hồi nãy nè, nụ nó đơm nè, nó đơm đặc luôn nè. Đây nụ nó đơm đặc từ đầu tới cuối luôn nè, đây giống Thủ Đức ha, nó đơm đặc luôn nè. Biết bông hoa như thế nào mình đặt trước cho mọi người xem thử ra. Xem thử, hiện tại là chưa thấy tưa đến thời gian lặt lá đâu nha. Đây, mọi người thấy chưa có cái anh kia ảnh gọi mà. Ủa sao lặt lá sớm dữ vậy? Không phải nha, mình lặt thử nghiệm thôi chứ giờ này mà lặt lá là Tết nó bung sạch sẽ hết, giờ còn khoảng hơn tháng rưỡi nó mới tính Tết ha. Hơn tháng nữa nó mới Tết, giờ lặt sớm quá không được đâu. Thì mình lặt thử nghiệm thôi. Lần trước nó có bị một số lá nó bị rụng á. Cái mình lặt thử nghiệm ha. Đây là toàn bộ trong số khoảng 100 cây thủ đức của mình á, 100 cây thủ đức mình nó nụ như thế này ha, cái bông hoa như thế nào đây, để Tết năm nay biết đường lặt lá như thế nào để mình đi chợ Tết ha. Đây. Chi chít luôn ha. Chi chít luôn này. Rồi, xin chào mọi người ha. Những cái này thì khi lặt lá xong chúng ta hạn chế tưới vào cái phần chậu á, chúng ta để cho nó khô khô á, để nó khô chúng ta tưới thì nó dễ bung hơn, những cái nụ bông này nó dễ bung hơn. Còn chúng ta tưới đối với những cây mà chúng ta muốn nó nở mau nở á thì chúng ta tưới nó lên cái phần thân này thôi nha, đừng có tưới vào cái phần chậu này. Còn những cây muốn lâu nở á, chúng ta tưới vào phần chậu nhiều ha, luôn giữ nước để nó ẩm và phần thân không có tưới. Đấy, muốn cây mà muốn nhanh nở chúng ta để cây ngoài nắng, không tưới vào phần chậu này nhiều ha. Vẫn tưới mà để tưới vừa đủ ẩm thôi ha, chứ không có tưới đẫm, tưới vào phần trên thân này nhiều đó. Rồi khi mà lặt thế này chúng ta phải xịt thuốc sâu ha, thuốc sâu để mà bảo vệ cái, đừng có cho sâu nó ăn nụ ha. Đây, sâu nó đẻ trứng á, bướm nó lại thấy đây nó đẻ trứng đẩy đây đó, khi mà nụ vừa nở ra là nó ăn, lúc đó là không có kịp ha. Đấy, mà khi pha chúng ta pha loãng thôi nha, liều lượng khoảng 1/2 thôi, chứ đừng có pha đúng liều lượng hoặc là cao hơn nha. Hay đừng có pha dư nha, thuốc sâu không có nhiều tiền mà chúng ta pha dư là nó hư cây à. Đấy đấy ha, khi mà cây muốn lâu nở á, muốn cho nó chậm nở á, để chúng ta sợ nó nở sớm á, chúng ta lặt lá chúng ta để cây trong mát thì nó sẽ chậm nở hơn, kéo dài thời gian nữa, nở được hơn khoảng 5 ngày á. Cây mà trưng trong nhà thì nó nở lâu lắm. Đấy, để trong mát á, để trong mát là cây nó không có quang hợp, nó không có la, nó không có bị mất nước á, nó không hút nước được, nó không có hút nước nhiều, không hút nước nhiều thì nó sẽ, cái nụ nó sẽ lâu nở ha, nó chậm nở, nhưng mà chậm nở được khoảng chừng 5 ngày thôi, chứ không có chậm, chúng ta không có kéo dài được khoảng 1 tháng 2 tháng nha. Hiện tại mà là cây vừa chúng ta mà nó bung là chúng ta không có làm kịp nha, không có, chúng ta không có làm cho nó kịp lại được. Chúng ta phải chỉ là kiềm kỹ thuật khi giúp chúng ta kiềm lại được khoảng chừng 5 ngày thôi, 5 ngày để mà 5 ngày thôi ha. Đây, chứ mà lặt mà sớm cả tháng trời như giống như mình là bữa nay lặt mà đem ra tuốt trụi hết, bắt đầu xem video kỹ lại là mình chỉ lặt thử nghiệm thôi ha, lặt thử nghiệm xem như thế nào thôi. Đấy, xem thử thế nào thôi ha, chứ về mình lặt trụi hết là nghe không kỹ là về làm cái là dở khóc dở cười luôn á. Rồi xin chào mọi người nha. Này, Thủ Đức nè, nụ chi chít luôn ha. Thủ Đức ha, Thủ Đức dũng rất là đẹp nè, màu vàng rất là tươi.
này, nấu ong tổ chùm chùm luôn ha. Đấy, có trước có sau luôn nè. Một nụ này nở ra dưới này còn lại là bốn cái nụ nhỏ ha. Đấy. Thủ Đức ha, mọi người dạo Thủ Đức này.